Trong video trước, Thạch Hạo đã tiễn Bạch Hổ lên đường bình an. Thấy huynh đệ của mình bị chém giết, Kim Bằng tức giận lao tới. Lần này phải làm thịt tên tiểu tử kia để báo thù cho huynh đệ. Sau một vài lời thách thức, Kim Bằng cũng động thủ, nó há miệng sử dụng dao bỏ cụ là nguyên tử phòng. Đây chính là cục đá mà trước đó Kim Bằng đã lấy được. Thạch Hạo vùng kiếm chém tới, tuy nhiên kiếm của quỷ gia lại không thể gây bất cứ tổn thương gì cho món đồ kia. Tên kia thấy vậy cười lớn, ngay sau đó nguyên tử phòng cũng bạo phát, nó hút lấy tất cả mọi thứ xung quanh lại một chỗ rồi công kích tới Thạch Hạo. Thạch Hạo nhanh chân né tránh, tuy nhiên thanh kiếm lúc này lại có dấu hiệu không ổn định, hiển nhiên là đang bị thứ kia hút lấy. Lực hút quá mạnh mẽ nên sau một hồi giằng co thì kiếm cũng bị hút cắm vào nguyên tử phòng. Kim Bằng khiêu khích, không còn thanh kiếm đó, xem tiểu tử sẽ làm như thế nào, nói rồi nó lần nữa tấn công. Thạch Hạo vừa phóng xuất công kích ngăn cản vừa suy đoán, thực lực của nó còn mạnh hơn thái cổ dị chủng, bảo thuật không thể đánh lại. Vậy nhưng nếu dùng thanh lân ứng bảo thuật dùng hợp với toàn nghề bảo thuật thì thắng thua còn chưa biết được. Rất nhanh hai loại bảo thuật cũng dung hợp xong, Thạch Hạo gọi nó là thanh thiên băng bảo thuật. Nghe được tên tiểu tử này dùng chữ băng của mình đặt tên cho bảo thuật này, đây chẳng phải là đang chế nhạo nó hay sao? Cho nên lại được một phen tức giận lao lên đối chọi. Một bảo thuật và một con Kim Bằng hàng thật giá thật, cứ như vậy đánh nhau. Tuy thanh thiên băng không địch lại, nhưng nó cũng khiến cho đối thủ phải ăn thua thiệt. Nhân cơ hội đó, Thạch Hạo liền nhảy thẳng lên đầu Kim Bằng, sau đó hướng thẳng mặt nó đấm không trượt phát nào. Chim đỏ cùng với sư tử chín đầu thấy cảnh tượng này cũng vô cùng bất ngờ. Hoa Linh Nhi cũng vui mừng, nàng hô hào đánh chết con chim đó, nhưng hành động này lập tức bị các phong ấn xả nhắc nhở. Dù gì nàng cũng có thân phận công chúa nên cần phải chú ý tới lễ nghi. Các phong ấn giả sau khi tận mắt chứng kiến cũng phải ngạc nhiên. Rốt cuộc tên tiểu tử này có lai lịch gì mà lại có thể vật lộn với bằng điều cảnh giới cao hơn hắn. Sau một hồi đánh đấm không ngừng nghỉ, Thạch Hạo cũng cảm thấy thắc mắc. Con gà rừng này kháng vật lý, đánh đấm thế này hoàn toàn không thể làm nó bị thương được, cho nên phải tìm cách khác. Vừa hay nhìn thấy thanh kiếm nên cậu quyết định sẽ dùng nó. Rất nhanh Thạch Hạo cũng nhảy ra khỏi người Kim Bằng, sau đó tung ra một chiêu chí mạng vào mắt nó khiến lão đảo đâm vào nguyên tử phòng. Nhân cơ hội hiếm có, cậu lập tức rút kiếm ra sau đó làm một đường. Thanh kiếm bay lượn một vòng rồi đâm xuyên qua cơ thể Kim Bằng và cuối cùng cũng chiến xong em này. Hỏa Linh Nhi khâm phục, nhóc con này thực sự là có bản lĩnh. Sau khi Kim Bằng bị giết chết, nguyên tử phòng cũng vì mất đi chủ nhân nên lập tức bay đi. Đồ tốt cứ như vậy chạy mất, Thạch Hạo cũng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng dù sao thì nó cũng không nhận cậu làm chủ, dù có hô hào cũng vô dụng. Tuy không lấy được bảo cụ và nhưng Thạch Hạo cũng rất vui vì có huyết nhục bảo dừa của con gà rừng này. Đôi khi trở về sẽ mời Hỏa Linh Nhi ăn gà hầm nấm. Mọi chuyện đã xong, sư tử chín đầu cùng đám huynh đệ đi tới bên cạnh cảm ơn. Lần này là Thạch Hạo liều mạng tới cứu bọn họ. Nghe vậy Thạch Hạo khoác tay, làm đại ca thì phải che chở đàn em chứ. Vừa dứt lời thì mặt đất rung động. Nhìn phía xa xa ngọn núi lửa đột nhiên bị phun trào. Thì ra đây là điểm báo lối ra Bách Đoạn Sơn sắp mở. Mỗi lần Bách Đoạn Sơn mở lối ra, dân bản địa trong này đều sẽ tuôn ra theo để săn thức ăn. Trong bọn chúng còn có rất nhiều lão quái lâu năm, cho nên mọi người cần phải nhanh chóng tới gần lối ra ẩn nấp. Chờ cho tới khi lối ra vừa mở thì lập tức chạy khỏi đó. Nghe Hoa Linh Nhi nói xong, Thạch Hạo liền muốn mọi người rời đi trước. Bản thân cậu còn phải đi Bách Thảo Viên tìm kiếm bắt lão Tuyền cho tế linh của Bồ Thiên Các nữa. Hoa Linh Nhi lấy ra một cái thần thảm rồi khuyên nhủ, muốn sống thì theo nàng, thần thảm có thể bảo vệ mọi người an toàn. Chim đỏ lên tiếng khuyên ngăn, giữ mạng là quan trọng. Cựu đầu sư tử cùng với những người khác cũng đồng tình. Tuy nhiên ý của Thạch Hạo đã quyết định rồi, không thể khuyên được, Hoa Linh Nhi chỉ còn cách đưa bản đồ và xúc địa phù cho Thạch Hạo. Một cái dùng để chỉ đường, một cái để chạy trốn. Nói rồi thần thảm cũng cất cánh đưa đám người Hoa Linh Nhi và chim đỏ rời đi. Chuyển cảnh tới Bách Thảo Viên. Sau một hồi quốc bộ thì Nam Chính cũng tới nơi. Đột nhiên có một cục đá này được gọi là đà thần thạch. Đà thần thạch vừa lăn vừa hát hò thì bất ngờ bị Thạch Hạo giẫm một cú. Mang tiếng là thần thể cường tráng, nhưng sau khi giẫm phải thứ đồ này cũng phải đau điếng. Nhìn thấy cục đá này biết nói chuyện, Thạch Hạo liền tò mò tới xem xét và hỏi nó vị trí của bất lão Tuyền. Đà thần thạch sau khi chọc cho ngứa hết người thì cũng thẳng thắn nói ra. Bất lão Tuyền ở chỗ sâu nhất của dược điền. Chỗ đó ở đâu thì Thạch Hạo lại không biết, cho nên đành phải nhờ nó dẫn đường. Tên kia nghe vậy liền từ chối, hắn chẳng có thời gian dành để làm chuyện này. Vậy nhưng cậu lại không để ý, bị Thạch Hạo trực tiếp cầm lên, tên kia liền la hét cứu mạng. Đi sâu vào bên trong, phía trước mặt chính là dược điền. Trần vực nơi này thật mạnh, hơn nữa lại có rất nhiều hung thú. Vừa hay trên đường nhìn thấy một gốc thảo dược, Thạch Hạo liền tiện tay thu lấy bỏ vào túi. Hành động này lập tức bị một con hung thú bán huyết là hoàng kim thú nhìn thấy. Biết tên tiểu tử nhân tộc này rất thành thục việc hái thuốc,
cho nên nó đề nghị cậu ở lại hái thuốc cho hắn. Nhìn vào tên kia, Thạch Hạo lập tức nhận ra nó chính là Hoàng Kim Thú từng gặp một lần ở đoạn không thành trước đó. Hắn và nữ chủ nhân áo tím đều đến từ Thái Cổ Thần Sơn. Mẫu thân phụ thân cậu cũng đi tới đó, cho nên cậu muốn hỏi thăm một phen, rốt cuộc Thái Cổ Thần Sơn trông như thế nào. Tên kia nghe xong liền tức giận, tên tiểu tử này có vẻ lắm lời quá, còn không mau đi hái thuốc. Nếu không chủ nhân của hắn ra đây, sẽ cho tên tiểu tử nhiều lời này biết tay. Nghe tới nữ nhân áo tím, Thạch Hạo lại tiếp tục hỏi rằng nàng ta đang ở đâu để còn tới đó hỏi thăm. Những lời ngông cuồng này vừa thốt ra, Hoàng Kim Thú liền tức giận. Thạch Hạo một mực hồn nhiên, ánh mắt nhìn về phía sau Hoàng Kim Thú. Biết Bất Lão Tuyền ở bên đó nên lập tức chạy đi, Hoàng Kim Thú cũng ngay lập tức đuổi theo. Thấy có sâu kiến bám đuôi, Nam Chính liền quay lại tấn công. Một chiều tung ra không kịp đánh tới đối thủ đã bị phản đòn lại. Bà thần Thạch lên tiếng giải thích. Trần pháp ở đây vô cùng cường đại, bảo thuật và bảo cụ không dùng được, chỉ có thể dùng sức mạnh cơ bắp. So về cơ bắp, hiển nhiên là lực lượng thân thể của hung thú cao hơn nhân tộc rồi, cho nên Hoàng Kim Thú tự tin ăn chắc tên tiểu tử này. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp vô tới thì Thạch Hạo đã ném đà thần Thạch về phía hắn. Một ném trúng đầu khiến Hoàng Kim Thú ngã ngửa. Bị tên nhân tộc đáng khinh này làm như đồ vật để ném địch nhân, đà thần Thạch lăn lộn trên mặt đất không ngừng la làng, ra sức gào khóc kêu đau. Hoàng Kim Thú thấy thế lại càng tức giận, bị một thiếu niên nhân tộc đập cho một cái còn chưa tính, hòn đá rách này vậy mà không vỡ, hơn nữa còn ở chỗ này lăn lộn, chẳng lẽ đang giễu cợt. Hắn thò một cái chân to tướng ra thẳng thừng đạp xuống. Đà thần Thạch vẫn tiếp tục hô hào cứu mạng, sau đó lăn tới bên người Thạch Hạo. Tức giận vì bị chơi một cú đau, Hoàng Kim Thú há miệng gầm lên một tiếng. Thạch Hạo thấy vậy lại tiếp tục vung tay lần thứ hai ném thêm một cú vào mặt Hoàng Kim Thú. Cứ như vậy, hắn vừa định lao lên thì lại bị Thạch Hạo dùng đà thần Thạch ném tới. Đà thần Thạch bị ném nhiều lần như vậy cũng là hết kêu đau. Hoàng Kim Thú giận dữ, có giỏi thì đừng chạy. Thằng nhỏ đầu gấu này nghe vậy cũng chiều ý nó luôn. Nhìn thấy xung quanh có một tảng đá, hắn lập tức bê lên ném về phía Thạch Hạo. Nhưng tảng đá vừa mới bay được một đoạn thì đã rơi xuống. Hiển nhiên là cũng bị pháp trận ở đây ảnh hưởng. Thạch Hạo thấy vậy cũng khoe khoang, hiển nhiên là đang muốn khoe rằng tảng đá trong tay mình không sợ bị pháp trận ảnh hưởng. Nói rồi lập tức chứng minh. Cứ như vậy Hoàng Kim Thú lại ăn thêm hai ném vào mặt khiến hắn ngã xuống. Tới đây thì hắn cũng chịu hết nổi rồi, miệng gào thét, không nghĩ rằng tảng đá kia lại không bị pháp trận ảnh hưởng, hơn nữa còn phang chuẩn như vậy. Chẳng lẽ đây là đà thần Thạch trong truyền thuyết? Thạch Hạo nghe vậy mới chú ý tới lai lịch của tảng đá này. Dùng làm vũ khí ở chỗ này thật là thuận tay, đập cái nào trúng cái đó, trăm lần không trượt. Mấy sinh linh bên cạnh đều hở hứng, Hoàng Kim Thú bị quật ngã chẳng liên quan gì tới chúng. Không bỏ cuộc, nó lần nữa lao lên nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị tảng đá phăng thẳng vào mặt làm bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy tên này đã ngất xỉu, Thạch Hạo liền phân phó đám hung thú đứng xem giải tán, không cần làm việc cho Hoàng Kim Thú nữa. Đám hung thú như được giải thoát liền vui vẻ chạy đi. Xong chuyện, cậu tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Ở phía trước vườn thuốc, một vài con thái cổ dị trùng cùng thiếu nữ áo tím đang giằng co. Xem dáng vẻ bọn họ, hiển nhiên là đang tranh đoạt Bất Lão Tuyền, không ai nhường ai đến cuối cùng đánh nhau. Con rồng này là Ly Long, con chim này là Tất Vương, con báo một mắt này là Chu Kiền, còn đây là nữ tử áo tím. Nhìn bộ dạng thì ai nấy cũng đều thấm mệt rồi. Lúc này Thạch Hạo bước vào, đà thần Thạch vẫn không ngừng la hét. Trận pháp đời này càng khủng khiếp, đừng đi vào nữa, nhưng mà nói với Thạch Hạo thì cũng chẳng khác nào là nhiều lời vô ích. Thạch Hạo cứ như vậy bước vào, đồng thời cũng không quên tán thưởng, nơi này náo nhiệt quá. Nhìn sơ qua tình hình cũng biết là bọn họ đang tranh đấu nên cậu hối thúc. Mọi người cứ tiếp tục đi. Ta chỉ hồi chút Bất Lão Tuyền rồi rời đi ngay. Nữ tử áo tím nghe vậy tức giận, tên tiểu tử kia muốn chết rồi. Thạch Hạo vừa nhìn cũng biết, những kẻ ở đây đều rất bá đạo, vẫn nên cách xa bọn chúng một chút. Nói rồi Nam Chính cứ như vậy, một đường tiến lên như chỗ không người, vẻ hồn nhiên ngây thơ khiến bất cứ ai cũng phải bó tay. Càng tới gần thì pháp trận lại càng mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy tiểu tử này không biết trời cao đất dày kia đi vào bên trong, Chu Kiền mới lên tiếng hòa giải. Nếu cứ ở đây dây dưa, Bất Lão Tuyền sợ rằng sẽ bị lấy đi mất. Mọi người nghe vậy cũng đồng ý ngưng chiến, vậy nên đi ngăn cản tiểu tử kia trước. Vất vả lắm mới đi xuyên qua kết giới, nhưng sau một hồi nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy Bất Lão Tuyền đâu, xung quanh toàn là cát. Nhìn một vị trí ẩm ướt, Thạch Hạo nhận ra Bất Lão Tuyền đã bị ngấm vào trong đó. Nói không chừng vẫn còn có hữu dụng với thằng đằng. Thạch Hạo lập tức đem cát bỏ vào trong túi, rất nhanh đám người nữ tử áo tím cũng vào tới bên trong. Biết bọn họ thắc mắc không thấy Bất Lão Tuyền, nên Thạch Hạo cũng lên tiếng giải thích. Sớm đã khô cạn từ lâu rồi, chỉ còn thừa lại cát thôi. Muốn lấy thì mau qua hốt, nếu không cậu sẽ hốt hết. Tới đây thì đám người này mới nhận ra,
họ không ngờ rằng vì một đống cát mà đấu đá nhau cả ngày. Tuy nhiên lời vừa mới dứt thì bên dưới cát đã có thứ gì đó hiện lên. Nữ tử áo tím lập tức nhận ra đây là Bất Lão Tuyền, nó đang lột xác để hóa hình. Thạch Hạo cầm con rồng vàng trên tay nhìn, biết không thể thoát thân nên nó liền bỏ lại phần đuôi, còn phần đầu thì bỏ chạy ra ngoài. Đám người kia thấy phải liền đuổi theo, lúc này Bất Lão Tuyền trên tay cậu định phân ra chạy trốn. Chỉ là không ngờ rằng vẫn bị Thạch Hạo túm được và bị cho vào trong bình hết đường chạy. Đồ đã tới tay, Thạch Hạo không ở lại thêm nữa, nhưng vừa bước ra tới bên ngoài đã bị chặn lại. Bất Lão Tuyền thoát ra đã chạy mất, cho nên phải quay lại chấn lột tên tiểu tử này. Dù biết đám người này muốn chặn đường cướp của, vậy nhưng Thạch Hạo vẫn thản nhiên. Vậy thì thử hỏi cục đá trong tay xem có đồng ý không. Đà thần Thạch liền tiếp lời, tất nhiên là hắn không đồng ý rồi. Không nhiều lời thêm, Tất Phương là người công kích đầu tiên. Ngay sau đó là Chu Kiền, Thạch Hạo đều né được, sau đó nhảy lên lưng Chu Kiền đấm túi bụi. Tiếp tới là Ly Long, tuy mục tiêu là Thạch Hạo nhưng Ly Long vẫn không quên nhân cơ hội này tát cho Chu Kiền một cú bay đi. Chỉ là hắn rất nhanh cũng bị một ném của Thạch Hạo làm bay ra xa. Nữ tử áo tím cũng lao tới tham gia náo nhiệt, nhưng kết quả lại là thảm nhất. Còn chưa kịp làm gì thì đã bị một ném cực mạnh của Thạch Hạo làm đầu óc choáng váng. Trên trán có thể thấy rõ dấu vết vừa bị ném. Thiếu nữ tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, từ nhỏ tới giờ chưa có ai làm bị thương. Hôm nay chẳng ngờ lại bị một cục đá đập thẳng vào đầu. Đáng hận nhất là thằng nhỏ đầu gấu kia vẫn đang gào to, miệng không ngừng tuôn lời sằng bậy liên miên không dứt. Đúng là tự tìm đường chết, nữ tử áo tím lần nữa lao lên. Cả bốn cứ như vậy lấy nhiều đánh ít. Và tới đây thì tập phim cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!